Quý vị khán giả và bà con nông dân đang theo dõi bản tin nông nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị và bà con, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, hiện nay huyện Chợ Mới đang tập trung đầu tư hỗ trợ, khuyến khích người dân phát triển những cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao theo hình thức liên kết gắn với phát triển vùng nguyên liệu. Cao Kỳ là địa phương đi đầu của huyện Chợ Mới trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa. Hiện nay trong hơn 80 hectare đất nông nghiệp, có 65 hectare diện tích chuyên trồng lúa nước, còn lại hơn 20 hectare, người dân tập trung phát triển các cây trồng giá trị kinh tế cao như ớt, bưởi diễn, dưa chuột Nhật Bản, khoai tây vụ đông, rau màu các loại. Những loại cây trồng mới đều được xây dựng liên kết để đảm bảo đầu ra sản phẩm cho người dân. Năm nay ngoài cái lúa thì chúng tôi là đang hướng cho bà con là trồng cái dưa chuột, dưa Nhật Bản cung cấp cho Misaki. Thì đến giờ phút này thì cái bà con thu nhập ban đầu thì cũng tương đối đạt được theo cái kế hoạch đề ra. Thì năm nay thì chỗ công ty Misaki tiếp tục triển khai là vào 10 ha mà có hỗ trợ là 70-30, nhà nước 70% và nhân dân là 30%. Đấy, ngoài cái dưa thì chúng tôi là tiếp tục đến tháng 7 là triển khai về cái cây ớt. Hàng năm thì bà con cũng tập trung vào cái cây ớt, thu nhập cũng rất là cao so với cây lúa. Và ngoài cái cây ớt, cây dưa thì cuối năm thì sẽ triển khai thêm cái vụ ba là cây khoai tây. Đấy, khoai tây chúng tôi hàng năm thì vẫn liên kết với các công ty để làm theo chuỗi sản phẩm. Thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp của huyện từng bước chuyển sang hàng hóa, chất lượng, nâng cao giá trị, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống người dân. Huyện tập trung vào các mặt hàng như cây ăn quả đặc sản, chè, măng khô, dưa các loại. Cùng với mở rộng diện tích, huyện Chợ Mới tập trung thu hút các doanh nghiệp đầu tư liên kết trong lĩnh vực nông lâm sản, hỗ trợ máy móc thiết bị xây dựng nhãn hiệu tập thể, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, gắn với phát triển các tổ hợp tác xã, nhằm tạo thương hiệu cho các sản phẩm. Đến nay, huyện đã có 25 sản phẩm ô cốp đạt 3 sao trở lên. Việc tuyên truyền để cho bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, rồi là thành lập các cái hợp tác xã thì luôn được chính quyền địa phương quan tâm. Trong thời điểm hiện nay thì đối với địa phương thì có các cái hợp tác xã, mặc dù là chỉ sản xuất gỗ thôi, thì xong thì cũng đang định hướng là sẽ phát triển thêm vào các xã nông nghiệp để có cơ sở để cho tiêu thụ sản phẩm đấy, đầu ra cho bà con nó đảm bảo. Từ khi mà các sản phẩm mà được công nhận là sản phẩm ô cốp thì cái sức tiêu thụ là nó rất lớn. Từ cái sản phẩm mà chưa được công nhận thì có lẽ là bán hàng thì nó khó khăn hơn, giá thành rẻ hơn, giá bán rẻ hơn. Khi mà được công nhận thì đến nay có những sản phẩm của chúng ta không có mặt hàng mà bán, không có đủ hàng để mà cung cấp cho khách hàng. Với lợi thế là huyện cửa ngõ của tỉnh, giao thông khá thuận lợi, huyện Chợ Mới đang thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới để ngày càng nâng cao đời sống cho người dân. Hiện nay một số loại cây ăn quả thế mạnh của tỉnh đang ở giai đoạn phát triển quả. Việc chăm sóc thời kỳ này quyết định đến năng suất, chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên giai đoạn này một số sâu bệnh gây hại cũng phát triển mạnh. Người dân cần chú ý phòng trừ. Toàn tỉnh hiện có hơn 2.300 hectare quýt, gần 1.000 hectare cam. Trên cây cam quýt hiện nay đã xuất hiện một số sâu hại như sâu đục thân, sâu vẽ bùa, nhện, dẹp, bệnh nứt thân chảy nhựa, bệnh vàng lá thối rễ. Ngành chuyên môn khuyến cáo người dân cần tập trung chăm sóc bằng cách bón phân lần 2, tỉa bỏ các cành bị sâu bệnh hại để tránh lây lan. Đặc biệt người dân cần chú trọng chăm sóc theo hướng hữu cơ, hạn chế sử dụng phân bón hóa học để tăng dinh dưỡng, tạo độ ngọt cho quả. Cam quýt này chăm sóc thì không phải phát cỏ đều không, là xem sâu bệnh nhiều lắm, sâu đục thân, nó hay bị sâu đục thân, mới là sâu ở rễ gần gốc ấy. Hồng không hạt cũng là cây trồng đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, bệnh thán thư gây hại ở nhiều diện tích, làm giảm năng suất, chất lượng quả. Thời tiết mưa ẩm như hiện nay là điều kiện thuận lợi để bệnh thán thư phát triển mạnh. Diện tích nhiễm khoảng 2,3 ha, tập trung tại các huyện Ba Bể, Chợ Đồn,
Người dân cần chú ý áp dụng các phương pháp cắt tỉa, tạo tán cho cây thông thoáng để hạn chế việc phát sinh và lây lan của nấm bệnh. Bón phân cân đối, hạn chế bón nhiều phân đạm, nhất là thời kỳ cây đang mang bệnh. Chúng ta phải thường xuyên, làm đồng thường xuyên và có những cái kết hợp với cái chăm sóc. Thì hiện nay chúng ta cũng không để ruộng lúa nó bị khô hạn. Giai đoạn này cây lúa cũng rất cần nước. Rồi là các cái diện tích mà không chủ động nước thì chúng ta cũng phải tìm cách làm sao chúng ta cung cấp đủ cái nước cho cây sinh trưởng đối với lúa. Thế còn đối với cây ăn quả thì ngoài các cái biện pháp chúng tôi đã khuyến cáo rất nhiều để giúp tôi phòng trừ cái bệnh tán thương hại cây hồi, thì ngoài cái tuân thủ theo hướng dẫn cơ quan chuyên môn thì cũng đề nghị bà con là chúng ta tập trung chăm sóc đúng theo cái hướng dẫn bón phân như thế nào, bón liều lượng ra sao và tập trung những cái biện pháp rất là đơn giản thôi, ví dụ như là cắt tỉa rồi là phát quang vườn để làm sao hạn chế cái nguồn bệnh và hạn chế cái sự lây lan của các cái loại nấm gây hại trên cây trồng. Cam, quýt, mơ, hồng không hạt, chuối được xác định là các loại cây ăn quả chủ lực của địa phương. Việc hướng dẫn người dân áp dụng đúng các biện pháp chăm sóc nâng cao chất lượng là yếu tố hết sức cần thiết để nâng cao giá trị sản phẩm cây ăn quả của Bắc Cạn trên thị trường. Xã Xuân Lạc là địa phương đi đầu về tổng đàn gia súc tại huyện Chợ Đồn. Chăn nuôi trâu bò đã góp phần không nhỏ nâng cao thu nhập cho nhiều hộ dân. Tuy nhiên, 2 năm gần đây, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã làm cho nhiều mặt hàng tiêu thụ khó khăn, trong đó có trâu bò của người dân. Nếu như ngày trước, các thương lái vẫn đều đặn vào xã tìm mua trâu, bò, thì nay có phần thưa thớt hơn. Lý do đưa ra là bởi vì thị trường Trung Quốc đóng cửa đường biên giới, nên việc lưu thông hàng hóa, trong đó có trâu, bò, chủ yếu buôn sang nước này, cũng bị hạn chế theo. Giá bán của gia súc giảm đáng kể. Cụ thể như 2 năm trước, 1 kg thịt trâu hơi có giá là hơn 100.000 đồng, thì bây giờ còn khoảng 75.000 đồng. Anh Lầu A Hồng ở thôn Cốc Sông là một trong những người chăn nuôi trâu nhiều năm. Anh cho biết, nếu trước đây nghe giao bán là thương lái đến mua, nhưng giờ họ chỉ chờ trâu lớn mới nhận mùa. Thế mình bán là cũng phải là, như là nuôi mẹ con thì nó lớn như là con này. Phải nuôi cho lớn thì mới bán được, nhỏ cũng chẳng không bán được. Hiện nay toàn xã Xuân Lạc có tới hơn 1.300 con đại gia súc, trong đó trâu trên 950 con, bò hơn 390 con. Đây được xem là thế mạnh của địa phương và là sinh kế chủ lực giúp bà con thoát nghèo, có thêm thu nhập. Các hộ chủ yếu chăn nuôi theo hình thức vỗ béo, sinh sản. Thời gian qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đầu ra của gia súc gặp khó khăn. Do việc tiêu thụ trâu bò đang bị chững lại, nên đến nay lượng gia súc còn tồn khá lớn. Điều này tác động không nhỏ đến đời sống, thu nhập của bà con. Đấy, chỉ đạo chuyên môn, thú y, đấy, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp là trực tiếp là thường xuyên xuống mà kiểm tra, tư thương, đấy, thường xuyên là vận chuyển buôn bán đấy, trâu bò đấy, từ Xuân Lạc đi đến các cái chợ hoặc là từ các cái tỉnh khác về địa phương. Thì tiếp tục là tuyên truyền vận động để các cái hộ chăn nuôi để phát triển và nâng tổng đàn gia súc của xã. Những khó khăn trước mắt về đầu ra của gia súc xã Xuân Lạc cho thấy chăn nuôi ở địa phương này còn phụ thuộc lớn vào thương lái. Bởi vậy, cần sớm có giải pháp liên kết trong chăn nuôi của người dân với các đơn vị doanh nghiệp tiêu thụ. Có như vậy, phát triển chăn nuôi gia súc mới là hướng đi chính, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở địa phương. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nông nghiệp. Cảm ơn quý vị khán giả và bà con nông dân đã quan tâm theo dõi.